Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2016. Y sư Thánh Gióng chúng tôi kính chúc toàn thể đồng bào hưởng được mùa Giáng sinh tràn đầy bình an trong lòng bàn tay của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và chúng ta hãy mau mắn chuẩn bị cho năm 2017, đó là năm mà chúng ta sẽ giải tán thế giới cộng sản và đồng thời kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối gấp. Chúng ta cần mang hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản vào năm 2017. Chúng ta cần copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung. Để chúng ta ôm hình ảnh này cùng ảnh tượng thánh giá Chúa Giêsu, cùng hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận, trên quả địa cầu đã hiện về trên nền trời trong lúc tôi hướng dẫn đồng hương cầu nguyện. Đặc biệt hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung cùng Thánh Giá Chúa Giêsu sẽ giải tán thế giới cộng sản và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu. Đồng bào mau mắn chấp hành gấp vì đây là sấm lệnh mà tôi đã luyên lý thông báo từ năm 1999 cho đến bây giờ. Và chúng ta, thế giới nhân loại đã dùng đủ mọi cách để giải tán thế giới cộng sản. Thế nhưng đến giờ phút này, đây là trận cuối cùng để chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Và đặc biệt, lần này chúng ta sẽ không đổ một giọt máu, bởi vì quyền năng thánh giá, quyền năng của Cha Trời Giêsu đã cho biết như thế. Vì thế, Cha Trời Giêsu đã hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu mà tất cả mỗi gia đình trên quả địa cầu cần được có để trong nhà mình. Hình ảnh này, tất cả các nhà thờ, các chùa, các am tự, các đình tự, nơi trang nghiêm cần có để nơi đó để mà nhắc nhở cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình. Và chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta. Ngoài ra, không có một đấng nào khác. Đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo và cảnh báo cho tất cả đồng bào nhân loại. Và đặc biệt ưu ái người Việt Nam chúng ta có bổn phận đồng hành cùng chúng tôi để phân phát sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt. Và chính tôi đây là vua Việt Nam, Minh Vương Việt Nam, người mà đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua. Vì thế, kính mong đồng bào hãy mau mắn, sốt sắng, chấp hành gấp. Những ai coi thường sấm lệnh này sẽ lần lượt bị mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Thay vì các người nhận được, nhưng các người sẽ bị mất tất cả. Chẳng những đời này, và nhất là đời sau, đời tương lai, các người sẽ không có. Vì thế, tất cả những kẻ nào khinh thường sấm lệnh này, thì hãy mau mắn, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội.
Đồng bào mau mắn đồng hành với chúng tôi, phụ giúp chúng tôi thông báo tin mừng sấm lệnh đặc biệt này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Đây là sấm lệnh, vì thế đồng bào hãy mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Đồng bào nhân loại, mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Tôi chính đây, Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, và đồng thời tôi là tiên tri sau cùng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại trước khi thế giới nhân loại chấm dứt. Có nghĩa rằng là Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi chúng ta và đem chúng ta về sống cùng thế giới thiên loại, vì thế giới nhân loại sẽ chấm dứt theo thời điểm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng quyết định, và thời điểm đó sắp sửa xảy ra. Đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi ban ra. Vì thế đồng bào nhân loại mau mắn chấp hành gấp. Những ai biết nhiều thứ tiếng và những phương tiện khác nhau, hãy mau mắn phụ giúp tôi thông báo sấm lệnh này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt.